Ok, chào tất cả mọi đứa nha. Hôm nay thứ ba. Ok. Coi coi. Hôm nay mình sẽ học hình. Hôm nay mình sẽ học hình. Thứ bảy mình sẽ ôn tập. Ngon. Ngon. Alo. Ủa, mấy đứa có nghe cái mic ổn nhỉ? Ổn mà đúng không? Không bị giật giật đúng không? Không bị lúc này lúc khác đúng không? Đấy, làm 4 bài thôi. 4 bài nhiều rồi. Rồi. Ok, ổn hết mà đúng không? Học nha. Học nha. Hay vậy, chắc cô Hà vào. Hay lắm. Trời ơi, cô Hà vào đúng giờ quá, đúng 8 giờ, hay quá. Mọi người nghe mic ổn hết đúng không? Học nha. Rồi, làm từ trên xuống dưới. Hôm bữa mình chỉ làm những bài cơ bản thôi. Hôm nay mình sẽ làm những bài nó hơi hơi phức tạp một tí. Đây. Bài số 2 này là bài kiểm tra một tiết của anh lớp 7 năm ngoái. Đấy. Nó sẽ hơi nhập nhằng một tí cái bài số 2. Nhưng mà từ từ tính làm bài số 1 trước đã, tính gì tính. Đấy, ok. Đâu, bài 1 này. Một đây. Đâu. Bài 1 cho hình vẽ. Biết rằng đường ZD song song với XY. ZD đâu? ZD đây. Song song với Y. Đây, đường này à, đường ở trên đây song song đường này đấy. Câu A tìm góc ZAC. ZAC, ZAC góc này này. Đấy, sẽ xe góc này này, thấy không nhỉ? Tìm thế nào nhỉ? Ai cho thầy một cách tìm nào? Thấy không? Đường ZD song song với XY. Tìm góc Z là C, tìm bằng cách nào? Để nó cho cái gì? Để cho góc góc này trong hai nè. Góc này là góc KBT. KBT trong hai. Góc này là 60, góc 60 là góc GHI. Ok. Góc 101 này là góc XCA. Đấy. Vậy tìm góc ZAC tìm thế nào nhỉ? Có ai thấy chưa? Đã có ai thấy chưa? Ừ. Tìm thế nào nhỉ? Ừ, đã có ai thấy chưa? Dạ thưa thầy là trong phòng phí. Đúng rồi, trong một phía. Đúng rồi. Hợp lý, trong cùng phía này rõ ràng. Góc ZAC trong cùng phía với góc XCA, mọi người thấy không? Góc này với góc 101 này nè là trong cùng phía, là rõ ràng nó tạo hình chữ U nè, mấy đứa thấy không? Thành chữ U nè. Đấy, ok không? Mà mình có thêm cái ZD song song với XY nữa cho nên tụi nó bù nhau. Tụi nó sẽ bù nhau, ok? Được không? Được không nha? Đấy. Làm thôi, trong cùng phía có lẽ chỉ có duy nhất một cách đó thôi, trong cùng phía nào. Ta có góc Z, ta có đường ZD song song, phải song song trước nhá, song song với XY. Từ đấy mình sẽ suy ra cái gì? Góc ZAC, góc ZAC đây, ZAC này cộng với góc ACX, ACX thì bằng 180 độ. Vì sao? Tại vì hai góc ở vị trí trong cùng phía.
Ok giờ thì tính thôi đâu thế số nha, góc ZAC để anh tìm rồi, cộng với ACX là 110 độ thì bằng 180. Đấy, từ đó là mình sẽ tìm được góc ZAC là bằng 70 độ, đúng không? Mình chuyển cái 101 này qua bên phải thì là lấy 108 trừ 101 là 70 độ. Đấy, xong một góc. Ok. Tiếp tục tìm góc CAD. CAD góc nào đâu? Ai, CAD góc này. Mọi người đã thấy góc CAD chưa? Góc này này. Đấy, góc đó đấy. Tìm thế nào vậy mới được? Ai cho thầy một cách tìm góc CAD xem. À. Làm bằng cách nào? Dễ lắm. Làm bằng cách nào vậy? Lên trong. So lại trong. Được luôn, được luôn, hợp lý. À, nó rất là quen thuộc với đó. Rõ ràng góc CAD là góc bên đây này, góc bên phải nè. À, nó so lại trong với là góc 101 này. Đúng không? So lại trong với góc XCA. Đấy, hình chữ Z nè. Hình chữ Z nào mới đó. Thấy không? So lại trong, thấy không nhỉ? Hoặc là mình có thể làm kề bù cũng được. Rõ ràng góc này với góc này, hai góc này kề bù với nhau nè. Đây, hai góc bên cạnh nhau nè, kề bù với nhau. Góc DAC này và góc ZAC này là kề bù với nhau quá rõ ràng luôn. Đúng không? Kề bù quá rõ ràng luôn. Đấy, làm như thế nào cũng được nhá. Nào, đi làm so lay trong nào. Ta có muốn so lay trong bằng nhau thì phải có song song. Nhớ nha, phải có song song ZD song song với là XY. Từ đó suy ra góc DAC hả? DAC. DAC này nó sẽ bằng góc. Góc nào? Bằng góc ACX. Đấy. Vì sao vậy? Quất vô hai góc ở vị trí so le trong. Được không nhỉ? Mà cái góc góc nào nhỉ, góc nào biết rồi nhỉ, góc XCA biết rồi, ACX là bằng 110 độ, cho nên suy ra cái góc DAC nó sẽ bằng 110 độ luôn mấy đó. Ok không? Dạ. Đó rồi. Được chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Tất cả đã ổn không? B nhá. B nhá. Hết một tuần rồi đúng không? Nay là 14 rồi. Ủa hết một tuần gì? Hết gần 2 tuần rồi. Gần 2 tuần rồi. À không, một tuần à. Đối định. Ừ, đối định. Mấy đứa mới học chỉ học đối định thôi nha. Chắc có lẽ tuần này sẽ học sau lại trong đồng vị trong cùng phía ở trên trường. Ừ. Rồi, hoặc là à, không 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 chưa chưa quên mất đúng rồi, trong sách giáo khoa cái đó là trước thì phải á. Ừ, trong sách giáo khoa cái đó đằng trước, làm đằng trước cái song 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 vuông góc, đằng trước cái song song vuông góc. Ừ, có lẽ tuần này sẽ học cái đó, còn đại số thì mình sẽ cứ thế mà ôn thôi, cứ thế mà làm những thứ mà trước giờ mình vẫn làm, phân số rồi mũ rồi căn. Thế thôi, nhân chéo chia còn lại, nhân chéo bằng nhân chéo, thế thôi, chỉ có vậy thôi. À,
dễ lắm, dễ lắm mới được. À, rất là quen thuộc, những thứ rất là quen thuộc, mình làm hoài mà. Câu B này, câu B này. Nào, câu B đi chứng minh EAT song song với XY, đường EAT đây song song với XY, đấy, và ZD song song với EAT, ZD song song với EAT. Rồi, đầu tiên chứng minh EAT song song với XY trước nha. Nào, có ai thấy được chứng minh EAT song song với XY thế nào không? Đấy, mình có những thứ gì rồi? Mình có này trăm mốt. Góc này mới tìm được một góc trăm mốt, một góc là 70, ok không? Để cho góc này 120, để cho góc này 60, làm sao để tìm được góc đi chứng minh được ET song song với SI. Nào, 2 phút suy nghĩ nào. Xíu thôi. Có tí mà. Sao còn còn nhớ cách chứng minh song song không? Đây, ôn lại lỡ rồi, ôn lại chứng minh song song luôn ha. Chứng minh hai đường thẳng song song thì có những cách sau. Thứ nhất là cùng vuông góc, đúng không? Cùng vuông góc, hai đường cùng vuông góc với một đường thì tụi nó song song với nhau. Trong bài này chắc chắn là không dùng cùng vuông góc được rồi, tại vì tìm lòi có mắt ra thiệt luôn á, móc mắt ra cũng chẳng thấy được là thằng nào vuông góc ấy. Chẳng có một cái vuông góc nào, nó rất là méo, toàn là góc gì đâu không à, không có vuông góc, bỏ. Thứ hai, cùng song song. Cùng song song thì nó có lý hơn tí đấy, thấy không? Tại vì sao? Cùng song song thì lý ba que nè, mấy đứa có thấy ba que không? Một que nè, hai que nè, ba que nè, đấy, ba que rõ ràng nha. Nhưng mà nhìn thấy ba que vậy cũng không làm được. Tại vì sao? Tại vì nó vướng một cái, nó thiếu mất một cái rồi. Muốn chứng minh ET này song song với XY mà dùng định lý ba que cùng song song với đứa thì mình phải có cái ZD này nó song song với ET. Đúng không? Này nghe nhá. ZD, nếu như mình có ZD song song với XY một cái là mình có sẵn rồi, tại vì đề cho. Đây đây đây, tôi lật lên cho xem nè. Đấy, lật lên cho nhớ. Đây, ZD song song với XY đề cho nha. Đấy. Rồi, mình cần phải có ZD song song với ET nữa. Thấy không? Thì mình mới suy ra được ET với XY này song song với nhau, tại vì cùng vuông góc với ZD. Ok chưa? Nhưng mà cái thằng đằng sau thì mình chưa có. Tại vì sao mình biết chưa có? Tại vì mình đang đi chứng minh. Nè. Thấy không? Đang đi chứng minh làm sao có được. Được nhờ những thứ đang đi chứng minh thì không có mà được nhá. Nhớ nhá, nhớ nhá. Đấy. Vậy cùng song song phá sản luôn, thua. Cho nên mình sẽ xoay sang cái thằng mà hai góc so le trong bằng nhau. Bằng nhau. Hoặc là nhu nhu cái gì trời. Hoặc là hai góc đồng vị bằng nhau. À, được không? Đấy, làm như vậy cho nó sướng. Hai góc xoay trong bằng nhau hoặc đồng vị bằng nhau ấy, thì chỉ có một cách này thôi, hết cách rồi, chỉ có một cách này thôi. À, vấn đề bây giờ là mình phải cần tìm hai góc xoay trong hoặc đồng vị bằng nhau này nhá. Đâu, bây giờ mình lấy đại đi, góc góc GHI đi. Đây, đi lấy GHI này. À, lấy góc GHI góc 60 nha, góc GHI góc màu đỏ đi nha, góc màu đỏ mới đó. Đấy, ok, úi trời, dữ vậy. Đấy, có màu đỏ này, đồng vị với góc nào vậy? À, góc màu đỏ đó, đồng vị với góc nào vậy mấy đứa? Có ai thấy được không? Có ai thấy được không? Ai thấy gì nói nào? Ừ.
Sướng chưa? À, trên trường chắc không có vụ này đâu nhờ. Trời ơi, trên trường làm gì mà có chuyện mà giáo viên chờ chờ mấy đứa học trò mình trả lời giống như là tao quay. Thiệt tình. Trời ơi. Trên trường là thế nên nói cho cô biết góc GHI đồng vị với góc nào vậy con? Đấy. Đấy, thế là đang học online là mình không chịu học, mình đang lướt Facebook là amen. Là amen liền luôn. Sao? Sao mấy đứa? Góc GHI đồng vị với góc nào vậy mấy đứa? Thấy không? Trời ơi, sự im lặng đáng sợ. Sự im lặng của bầy cừu. Sao thấy chưa? Đừng đừng có quan tâm cái đường ZD đó mấy đứa. À, mấy đứa chỉ quan tâm ET với XY thôi. Đồng vị với góc nào vậy? Có thấy chưa? Trời, chưa ai thấy luôn á, giỡn hoài. Dễ mơ, dễ mơ. Góc nào vậy mấy đứa? Nào, có ai thấy thì nói nào, nói lên nào. Nói cũng được mà chat cũng được. Sao cũng được. Come on. Come on. Đừng sợ bay, trời ơi, bay sợ gì vậy? À, bay sợ gì vậy? Đồng ý góc nào vậy? Trời, lâu thiệt. Thiệt tình. Nè, ET. ET với XY song song nhau này, thấy không? Đấy. Thì góc màu đỏ này, góc GHI đồng vị với góc nào? Không lấy à, thiệt tình, không lấy thiệt á. Cái góc GHI là cái góc nằm ở dưới đường song song và nằm bên phải cái đường cách nhau nè, thấy không? Cho nên mình cũng tìm một góc nằm ở dưới đường song song và nằm bên phải đường cách nhau luôn, góc nào vậy? Góc nào vậy mấy đứa? Góc nào vậy? Ủa? Chết à? HBT là thằng HBT, ừ đúng rồi, góc HBT gì nữa, góc HBT. Đúng rồi, góc HBT đấy, góc HBT đấy. Chính xác, góc HBT. À. Được chưa? Góc HBT. Đây, khoanh góc HBT lại cho xem nè, trời ơi. HBT đây. Đấy, sướng chưa? Góc màu đỏ ấy. À, không, rõ ràng đồng vị. Hợp lý chưa? Nó nằm ở dưới đường song song và nằm bên phải cái đường cách nhau. Đấy. Góc HBT chưa có. Đúng không? Giá như mà có rồi thì sướng. Đấy. Tìm được góc HBT không mấy đứa? Tìm bằng cách nào vậy? Tìm bằng cách nào vậy? Dùng cái gì? Quá đơn giản thiệt tình. Vậy Đồng vị, ừ, đồng vị đâu đồng vị, chưa có song song, bình tĩnh, mình chưa có ET song song với XY, cho nên không thể nào mà dùng đồng vị được, không thể nào dùng đồng vị được, chưa có song song, dùng cách khác, nhớ nha, chưa có song song nè, mình đang chứng minh song song nè, cho nên không dùng đồng vị được đâu, không dùng đồng vị được đâu. Dùng cách khác còn cách nào nữa không? Còn dùng gì vậy? Come on, dùng gì vậy? Quen mà, nó kế bên nhau mà, thấy không? sao lại trong thầy Sao lại trong? Rồi lấy sao lại trong với góc nào? Sao lại trong với góc BHC à? Không được, đã nói rồi, chưa có song song. Mấy đứa muốn dùng đồng vị bằng nhau, so le trong bằng nhau, à, cái gì trong cùng phía bù nhau thì mấy đứa phải có song song. Mình chưa có song song, mình đang chứng minh song song, không dùng ba cách đó được. Một là đi dùng đối định, hai là dùng kề bù, à, chứ không thể nào dùng so le trong đồng vị với trong cùng phía được. Dùng cách nào vậy? Dùng cách nào vậy? Thiệt tình.
HBT, góc HBT dùng cách nào? HBT dùng cách nào? Làm cách nào? Dễ mà, thiệt tình. Dễ quá cho nên mới hỏi chứ. Chứ khó thì đã chị bay rồi. Dùng cách nào vậy? Cái bố chạy. Đúng rồi, cái bù gì nữa, trời ơi. Đúng không? Thầy nói rồi. Nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn bằng đó thứ thôi. Đối định, coi được có đối định có không? Nè, góc màu đỏ này, góc HBT đối định với góc KBE đúng không? Đây, đối định với góc này có quái đâu, đúng không? Trống không mà, empty, đúng không? Trống không, ấy. Thế thì không dùng đối định được. Thì quay sang kề bù thì rõ ràng góc này với góc này kề bù nè, đúng không? Góc màu đỏ này với góc 120 độ kề bù nè, mới đó thấy không nhờ? Đấy, thế thôi, đơn giản nhờ. Làm nào kề bù đúng không? Sau khi tìm được góc HBT thì mình sẽ đi chứng minh ET song song với SI bằng hai góc đồng vị bằng nhau, đúng không? Góc màu đỏ này với góc màu đỏ đồng vị nè, mà tụi nó còn bằng nhau nữa, cho nên suy ra ET song song với SI. Ok guys, được không nhờ? Chơi nào, góc HBT kề bù trước nha. Đây, cái này để đây nha. Phương pháp nè. Đây là phương pháp đấy, để đây. Đó. Nào, ta có góc nào? Góc KBT, KBT cộng với góc góc nào đây? TBH đúng không? TBH là bằng 180 độ. Tại vì hai góc kề bù, ui. Mấy đứa cần phải trình bày giống như trên trường nha mấy đứa nha. Giáo viên mấy đứa trình bày. Tao không biết là mấy đứa có bay có đi kiểm tra không? Hình như là không có kiểm tra gì thì phải. Có kiểm tra gì đó thì nhớ trình bày giống như trên trường. Tại vì á, năm ngoái rất là nhiều người bị trừ điểm. Ví dụ như là chỗ này giáo viên ghi là hai góc kề bù. Thiệt, trời ơi, trời xót xa luôn. Cái anh đó, anh về anh kể xót xa luôn. Hai góc kề bù đấy, rồi hai góc ở vị trí sau le trong, rồi hai góc đối đỉnh. Thế mà tại vì thầy 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 chỉ á, thầy chỉ thì ghi ngắn gọn thôi, kề bù được rồi. Thế là anh ghi kề bù phát vô tự nhiên nó bị trừ 0,25 tại vì thiếu chữ hai góc. Trời ơi, nghe kể chuyện mà xót xa luôn. Nhớ nha, nhớ nha, thầy chỉ mấy đứa là để ghi gọn gàng gọn ghẽ. Còn ở trên trường ghi thế nào thì mấy đứa nên ghi giống trên trường. Chỗ này ghi hai góc kề bù thì ghi rõ ràng ra hai góc kề bù thôi lại bị trừ điểm oan, đúng không? Ok chưa? Đấy. Rồi, có nghĩa là mình cần phải thích ứng mấy đứa. Mình cần phải thích nghi, mình tới chỗ nào đấy thì mình phải thích nghi với cái môi trường đó, nhớ đấy. Góc KBT là 120 độ này, thế vô. 120. Rồi. Góc TBH đang tìm TBH bằng 180. Đấy, nhẩm còn ra mà đúng không? Góc TBH sẽ bằng 60 độ. Lấy 180 trừ 220 là 60. TBH sẽ bằng 60. Đấy. Ok. Được không nhỉ? Rồi, bây giờ mình sẽ đi chứng minh song song bằng hai góc đồng vị bằng nhau. Đấy. Khi mà mình nói hai góc đồng vị bằng nhau nghĩa là cần hai cái thứ nhất là hai góc bằng nhau đúng chưa, cái thứ hai là vị trí của tụi nó ở vị trí đồng vị, từ hai cái đó suy ra song song được chưa nhỉ? Nào, ghi cái bằng nhau trước nào. Ta có góc TBH, TBH bằng với góc IHG, IHG được không nhỉ? Ủa tại sao bằng nhau vậy? Tại vì cùng bằng 60 độ. Đó thấy không? Góc TBH bằng 60 độ mới tìm xong trên đây. Đấy. Góc IHG bằng 60 độ để cho. Tại vì hai góc này cùng bằng 60 độ cho nên tụi nó bằng nhau bằng 60 độ. Đấy. Từ đó mà vô, đã nói rồi có cần hai cái. Một cái là hai góc bằng nhau nè, thấy không? Một cái là vị trí hai góc ở vị trí đồng vị. Nắm được mấy đứa, còn nhớ không?
Hảo ở vị trí đồng vị. Cho nên mình có quyền suy ra song song. Suy ra đường ET song song với XY. Áp lực mày đó. Chỗ nào chưa thông hỏi. Đây. Vừa rót lại à. Sao? Ok chưa? Tiếp nha. ZD song song với ET thì quá dễ rồi. Đúng không? ZD song song với ET thì mình sẽ sử dụng định lý ba que. Đúng không? Ba que, ba que. À. ZD song song với XY để cho thứ hai ET song song với XY mới chứng minh ở đây xong. Đúng không? Suy ra ZD song song với ET. Ok không? Tại vì sao song song vậy? Tại vì nó cùng vuông góc với thằng thứ ba. Thằng thứ ba là XY. Ok chưa? À, rồi chứng minh cho ba dòng là xong rồi đó. Dễ lắm, ba dòng là xong. Ta có hai thứ. Hai cái song song. Hai cái song song. Thứ nhất ZD song song với XY à, để cho nha. Thứ hai ET song song với ET song song với nào? ET song song với XY luôn mới làm sao? Đấy. Từ đấy là mình đi phán suy ra. Suy ra cái gì? Suy ra ZD và ET sẽ song song với nhau. Đấy, thế thôi. Ừ, thế thôi. Được không ta? Ok em nhỉ? Đấy là định lý ba que. Hợp lý chưa? Định lý ba que đấy. Ngon lành chưa? Đấy, bài 1. Bài 1 ngon lành chưa? Bài 1 chỗ nào chưa thông hỏi đi. Hỏi nha, hỏi nha. Đây, để xóa này đi. Thực ra là tại vì mình làm chung với nhau đấy, cho nên là làm lâu vậy đấy. À, làm cả nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà mấy đứa mà nắm bài ấy, nắm những thứ cơ bản ấy thì chỉ là cần làm 15 phút thôi. À, 10 15 phút là ra là hết xong hết rồi. 10 15 phút là xong hết rồi. Đấy. Nhớ nha, nhớ nha. Đi chứng minh song song là có 3 cách, không làm được cách này xoay sang cách khác. Khi nào mới về làm cùng vuông góc? Khi mà có vuông góc thì mới làm cùng vuông góc, thậm chí có hai vuông góc cơ mới làm được. Khi nào làm song song? Khi mà có ba que không? Thì mới làm song song, cùng song song với một thằng khác. Đủ đủ song song thì mình làm hai song song suy ra song song. Ok. Khi nào mới làm sao lấy trong đồng vị trong đồng phía? Khi mà góc để nó cho góc, phải không? Để cho góc nè. Để cho góc 60 trong hai nè để làm nè. Đấy. Thì làm thôi. Thiếu góc nào tìm góc đó. Đúng không? Mấy đứa thấy không? Thiếu cái góc TBH. Rõ ràng đi thiếu góc TBH. Đấy, đồng vị. À, đồng vị, góc này 60 cũng ok có rồi. Nhưng mà nó đồng vị với góc chưa có. Cho nên ráng đi tìm cái góc đó là ok. À, thì tìm góc đó thì chỉ có xoay quanh mấy cái kề bù với lại đối định thôi, chứ đâu có gì đâu. À, nhớ nha. Không làm được so le trong với lại đồng vị với lại trong một phía ở cái góc TBH này nha, tại vì mình chưa có ET song song với XY, chưa có cho nên không làm được. À, chỉ có thể làm kề bù hoặc đối định thôi. Ok. Tiếp nha. Bài 2 này. Bài 2 thôi.
Đấy, bài 2. Bài 2 nhìn kỹ nha, bài 2 nhìn kỹ nha. Bài 2 dễ chết lắm nha. À, bài 2 này ở trên trường mấy đứa sẽ có một cách đọc góc như vậy, như bài 2. À, có nghĩa là đọc theo số. Đọc theo số, phải không? À, góc này là góc định ngay chỗ này là A nè. À, ngay chỗ này là điểm A cho nên góc này là góc A1. Góc bên đây là góc A2, góc A3 vân vân. À, ngay chỗ này là đỉnh B. Cho nên là góc này sẽ là góc B4. Ví dụ vậy, à, góc này góc C5 ví dụ vậy. Đấy. À, sẽ có một cách đọc góc như vậy. Rồi, à, tùy nói chung tùy mấy đứa thôi. Mấy đứa muốn đọc sao cũng đọc đấy. À, nhưng mà lên lên đến lớp lớp 8 lớp 9 là mình không sẽ không có vụ mà đọc góc số xiết gì đó. Mình cần phải đọc ba chữ. Lúc nào cũng phải đọc ba chữ hết. À, lên lớp 9 phải đọc ba chữ. Tại vì khi mà thi tuyển sinh nó xét tuyển lớp 9 là người ta không có chấm góc một chữ hoặc là góc góc số, người ta chấm ba chữ thôi, phải ba chữ mới được, phải góc ba chữ mới được. À, đây chỉ làm để mà biết, để mấy đứa biết là ở trên trường sẽ có một cách đọc góc như vậy. Có ai đã đọc góc như vậy chưa ta? Chắc chưa nhỉ, tại vì đối định thì mới học đối định thì chưa chưa có góc nhiều. Phải học học cái gì nhỉ? Phải học sau đây trong đồng vị, trong vòng phía mới có góc nhiều. Đâu, làm nhá. Để nó cho cái gì? Để nó cho góc A1 52 độ. Góc này góc 52 độ nè. Ấy, khi mà đi kiểm tra mấy đứa cứ khoanh vô mà mấy đứa quất lên. Đó, khoanh vô. Khoanh góc này vô 52 độ. Đấy. Xong rồi ghi 52 độ nhỏ nhỏ con đây để mình biết. Đúng không? Để mình khỏi nhìn đề, nhìn qua nhìn lại mệt lắm. Đó, nhìn qua nhìn lại mệt lắm. Ghi 52 độ nhỏ nhỏ con đây nè. Rồi góc C5, C5 là 128 độ, khoanh vô. Khoanh vô này. C5 là góc này nè. Đấy. Góc đó, khoanh xấu thế không biết. 128 độ. Đấy, ok chưa? Rồi, cậu nhìn ớn thiệt, thôi kệ. Rồi, à, đường M song song với đường N. Đấy, câu A này. Tính góc A2. Tính góc A2, A2. Tính góc A2 tính thế nào mấy đứa? Ừ, tính góc A2 tính thế nào? Thấy không? Dùng cái gì? À, dùng cái gì? Tính thế nào vậy? Dùng gì mấy đứa? Không biết cái delay dữ gì trời. Ừ, dùng gì vậy mình đưa? Cái bông á. Đúng rồi, dùng cây bú gì nữa. Trời ơi, dễ thật. Dùng cây bú mấy đứa. Thấy không? Dùng cây bú nha. A2 rõ ràng kề bù với A1. Góc A2 kề bù với góc A1. Đấy, thấy không? Dạ. Nào, là nào. Ta có góc góc A2 cộng với lại góc A1 là bằng 180 độ, tại vì kẻ bù à, kẻ bù đấy cho nhà. Bây giờ thế số mà tính thôi, A2 là nhiêu? A2 là đang tìm, A2 đang tìm. A2 đang tìm. Cộng với A1 là 52, 52 độ là bằng 108. Từ đó A2 là nhiêu? 108 trừ 52 à? 108 trừ 52 là nhiêu nhỉ? 1 2 8. Đúng không? 128 độ. Đúng không nhỉ? 5, 2, 7, 8. Đúng rồi, 128 độ, chính xác. Đấy, 128 độ nha. Đúng rồi. Chọn đây, 128 độ. Bây giờ đi làm góc A3. Câu B, A3. Góc A3 góc nào đây? À, góc A3, úi giời, góc A3 làm thế nào mấy đứa? Trời ơi, dễ nhìn bánh.
A3 làm thế nào vậy? Dễ à? Theo mày đó. Tìm góc A3 thế nào vậy? Dùng cái gì? Alo. Khiếp, nay 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 bay 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 mới ngủ dậy cho nên là bay chưa có cái sức sống trong người mình nó chưa có dâng tràn lên hả? À bay. Còn còn buồn ngủ quá hay sao? Hay là học online mệt quá? À bay đó. À. Học online mệt, thấy mệt chưa? À. Đánh giá rồi coi từ học học online nói chung luôn, không không cần phải học online trên trường hay là học online của học thêm thầy. Từ từ thang điểm từ 1 đến 10. Từ 1 cho đến 10 thì cái mệt nó mệt là cỡ nào? Từ 1 tới 10. Cái mệt khi mà học online từ 1 đến 10 thì đánh giá nó cỡ nào? Cái nào mà đưa u đấy đâu, trời ơi hôm nay đúng là trời mưa to gió lớn rồi. Khôi khôi nó phát biểu bây ơi, lại mẹ nó 10 luôn, thấy không? Khôi nó phát biểu là 10 đấy, tốt 10, tốt 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 đấy, lâu quá rồi không thấy chú Khôi phát biểu. 10 luôn, dắt thật, ok hợp lý rồi, nó phải vậy chứ, hợp lý rồi, hợp lý rồi, 10 đừng lo, 10 hợp lý rồi. Bình thường mới đó. Từ đầu là thầy đã nói rồi, học online sẽ mệt rất là nhiều lần so với học offline. Mệt. Ai cũng mệt hết, giáo viên cũng mệt mà học trò cũng mệt đấy, thầy trò đều mệt hết. Cho nên rất dễ rồi nè mấy đứa ráng là khi mà mấy đứa có cái câu hỏi câu trả lời nào đó thì mấy đứa nói liền, hiểu không? Nói liền để mà cái quá trình học của mình đó, nó diễn ra nhanh hơn đấy, nhanh hơn thì học làm hết bài nghỉ sớm, không không chứ chứ chẳng lẽ bây giờ có 4 bài đúng không? Đúng rồi, 4 bài, 4 bài xong rồi 4 bài bay học tốt quá, học nhanh bay từ 8 giờ đến 9 giờ đúng không? Học có tiếng là xong rồi, đâu cần về tiếng rưỡi đâu, học có tiếng là xong rồi, chẳng lẽ bây giờ tao đào bài cho bay làm nữa? Không, học 1 tiếng xong nghỉ hết bài, nghỉ đủ nghỉ thôi, không vậy không phải làm nhiều làm gì hết. Mình đâu có học offline đâu, học online nó khác, học online là chỉ cần làm đủ bài là được rồi, là ngon lành lắm rồi. Còn muốn luyện tập gì thêm á thì ở nhà thầy cho bài làm đấy, xong rồi thầy sửa thế thôi đấy, rồi xong. Ok không, ok không, đồng ý nhá, ok chưa? Ai có câu trả lời thì nói liền, ok không? Chat cũng được, mấy đứa nói cũng được, sao cũng được hết. Thấy nếu mà mấy đứa nói là khó khăn quá, phải bật mic rồi tùm lum tùm la rồi mệt quá thì mấy đứa cứ chat ra. Chat ra dễ mà đấy, chat dễ mà, rồi chat nhanh gọn lẹ thôi rồi. Thầy chẳng cần phải dạ thưa thầy 10 ạ, dạ thưa thầy kề bù, dạ thưa thầy so le trong, dạ thưa thầy em mà song song với n, chẳng cần chat với nhiều vậy đâu. Được rồi, chat gọn lẹ thôi. Làm bằng cách nào? Nếu như làm bằng kề bù, ghi 2 chữ kề bù là được rồi đó, bay đừng ghi tắt là KB là rồi, KB đó chẳng hiểu KB là gì hết. Ghi ta ghi 2 chữ kề bù là ngon rồi đấy. Làm bằng đối định thì ghi 2 chữ đối định. Làm bằng cùng vuông góc thì ghi 3 chữ cùng vuông góc, đủ rồi đấy, ok không? Ok chưa? Đấy đó là cách học. Học cho lẹ. Mình nghỉ sớm mình nghỉ chứ. Học online mệt mà chứ không phải là không mệt đâu, ok chưa? Rồi. Bây giờ quay lại nhá. Đây, tính góc A3 tìm bằng cách nào vậy mấy đứa? Lúc mà tao nói liên thuyên chắc là bay đã nhìn ra rồi. Tìm bằng cách nào vậy? A3. Thấy không? Mọi người thấy không? Ok, come on, come on. Làm bằng cách nào? Tôi đỉnh thầy. Đối định thế thôi, đây. Lẹ làng đúng không? Trời ơi, lẹ làng. Thầy tin là đã có người làm rồi luôn đấy. Đã có bạn đặt bút xuống làm rồi luôn chứ không phải là không có đâu nha. Là bằng đối định, mọi người thấy không nhỉ? Góc A3 góc A1 đối định nhau nè, trời nhìn vô thấy liền luôn, rõ ràng đối định luôn, trời chẳng lẽ 2 góc này không đối định? Trời, đây khoanh vô thấy nè, nếu như giả sử như trong trường hợp chưa thấy, khoanh vô thấy nè, đây trời góc này và góc này không đối định chứ sao, đúng không? Rõ ràng 2 góc này đối định nhau luôn đấy, thấy không? Đối định.
Đấy, làm thôi, làm thôi, ta có góc A3 bằng hai góc đối định thì bằng nhau. À, góc A3 và góc A1 bằng nhau. Tại vì sao vậy? Hai góc đối định. Đâu rồi? Hai góc đối định. Đâu rồi? Đối định. Đấy. Đối định. Được chưa? Rồi. Mà góc nào có rồi? Mà góc A1 có rồi. A1 để cho A1 là 52 độ. À, thấy không? A1 52 độ. Bằng 52 độ. Đấy. Cho nên là mình sẽ có góc A3 là bằng 52 độ luôn. Rất dễ mà đó. Ok không? Thế rồi. À, rất dễ đó. Gọn lẹ, có 4 dòng, 3 dòng, 4 dòng. Xe. Rồi. Học vững lên mấy đứa, học chắc nha, học chắc nha, học chắc tay lên. Tại vì á mình học mệt. Mấy đứa hiểu không? Mấy đứa hiểu không nha? Mình học mệt hơn bình thường. Cho nên là mình phải học như thế nào để mà nó xứng đáng với lại cái mệt đó. Hiểu không? Mình học hay mệt hơn bình thường nhưng mà phải học xứng đáng cho cái mệt đó chứ, chứ bay bay học mệt dã man luôn. Trời ơi, mệt một cách dã man từ 1 đến 10 mà Khôi nó bảo là mệt mệt đến thang điểm 10 mà, đúng không? Mà mình học mình không tiếp thu được gì hết thì có phải là phí không? Đúng không? Mình mệt chẳng để làm gì hết. Hợp lý chưa? Đấy, học mệt thì cần phải nắm được bài thì nó mới xứng đáng với cái mệt của mình. Rồi đấy. Câu C. À, tính góc B4, B4 góc nào đây? Đấy, B4 góc quỷ này. À, nào ai cho thầy biết góc B4 này tính thế nào vậy? Đây, góc B4 góc này này. Đấy, góc này này. Thấy không? Đó, tính thế nào vậy mấy đứa? Sao làm bằng cách nào? Ừ. Đấy, làm cách nào vậy? Come on guys. Sao, thấy không? Dễ mà. Mấy đứa có em mà đường này Đồng vậy thật. à, đồng vị. Ui, đồng vị góc nào vậy? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Đồng vị góc nào? Đồng vị góc nào? Góc A2 thầy. Bình đồng vị góc A2. Ui, góc A2 chưa có. Đúng không ta? Thầy nói đúng không? À, có rồi, sorry. À, đồng ý, ok. Tại vì hồi nãy chưa khoanh góc lại. Tại vì quen rồi cứ khoanh góc mới có. Ok, đồng đồng ý. Đồng vị góc A2 hợp lý nhá. Hợp lý A2 bằng 128 độ đây. Được, 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 hợp lý. Đây, đồng vị là khoanh lại cho mấy đứa thấy này. Được rồi, đây. Đồng vị đây, góc này này. Đấy. Đồng vị với góc này đây. Hai góc đồng vị với nhau này. Thấy chưa nhờ? Đấy, góc B4 và góc A2 đồng vị với nhau hình chữ F, phải không? Nó nằm hai góc này đều nằm ở trên đường song song và đều nằm bên trái cái đường cắt nhau. Thấy không? Đấy, đi làm đồng vị thôi, có song song rồi, MN song song nhau mà. Ta có M song song với N để cho từ đấy mình có quyền suy ra cái chi, suy ra góc A2 bằng với lại góc B4. Đồng ý chưa? Góc A2 bằng B4. Tại vì sao vậy? Tại vì ghi lý do ra hai góc ở vị trí đồng vị, hai góc ở vị trí đồng vị. Đấy. Ok chưa? Mà góc nào?
Mà góc A2 biết rồi, hồi nãy mới tìm được A2 bằng 128 độ. Đấy, từ đấy phán luôn. Suy thẳng luôn. Suy thẳng là góc B4. B4 là bằng 128 độ luôn. Đấy, ok chưa? Suy thẳng thôi. Mình đúng, mình chẳng sợ ai hết. Nhớ đấy. Đúng chẳng sợ ai hết, cứ thế làm thôi. Nhớ nha. Song song, vị trí đồng vị thì suy ra hai góc bằng nhau. Đấy. Thấy không? Cực dễ. Đấy, cực dễ. Chịu khó nhìn hình một tí là được. À, rồi. Câu D nhá, chỗ nào chưa nắm được, chỗ nào lơ mơ hỏi nhau mấy đó nha, hỏi nha. Hỏi là thầy nói lại. Nói thấm. Làm ít bài thôi. À, làm một hai ba bài thôi, ba bài gì đó. À, mà chắc cú thì nó tốt hơn là làm cả 10 bài, mỗi bài cứ vớ vá vẩn không được. Câu D. Chứng minh XY song song nhau này. XY song song nhau. À, hay quá. Muốn chứng minh XY song song với nhau thì làm như thế nào vậy mấy đứa, dùng cái gì vậy? Dùng cái gì vậy? Hồi nãy mới ôn song song luôn, chứng minh song song cùng song song luôn. À, mới chứng minh song song. Trong trường hợp này, trong bài này chứng minh XY song song với nhau dùng cái gì vậy? Nào, XY là đường này mới đó. Đây. Đường này đường X nè. Còn đường chéo chéo này là đường Y nè, phải không? Làm bằng cách nào vậy? Come on. Dùng gì? Thấy không? Trời, đánh dấu góc đã đời ra trên đó rồi không thấy à? Thấy không? Có ai thấy không? À, bây giờ à, cùng cùng loại suy với thầy nè. À, mình sẽ dùng phương pháp loại suy trong toán học á. Thực ra là không phải trong toán học á, mà trong mọi thứ luôn á. Trong cái đó gọi là gì? Logic học. Logic học. Đấy, logic học nó có một cái phương pháp gọi là loại suy. À, phương pháp loại suy. Đấy, phương pháp loại suy. Phương pháp loại suy nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như một cái công việc nào đó có ba bốn cách làm á, thì bắt đầu xét thử cách thứ nhất làm được không? Không làm được, bỏ. Cách thứ hai làm được không? Không làm được, bỏ. Thì làm cách thứ ba. Ok không? À, hoặc là ví dụ như mấy đứa đi đi làm trắc nghiệm chẳng hạn. Đi làm trắc nghiệm chắc chắn là 100% mấy đứa đã từng kiểm tra trắc nghiệm rồi. Bốn câu A B C D. À, chọn câu đúng nhất thì câu A sai, câu B sai, câu D sai. Thì câu D là câu đúng chắc chắn. Cái đó gọi là phương pháp loại suy. Ok không? Đấy, đây là phương pháp loại suy nha. XY song song. À, hai đường này song song với nhau. Muốn chứng minh song song thì có ba cách. Một là cùng vuông góc. Hai là cùng song song. Ok không? Ba là đi tìm hai góc trong cùng phía bù nhau. Hoặc hai góc đồng vị bằng nhau. Hoặc hai góc so le trong bằng nhau. Ok không? À, rồi cách thứ nhất làm được không? Cách thứ nhất là cùng vuông góc, phải không? Muốn làm cùng vuông góc thì trong hình phải có vuông góc. Tìm lòi con mắt ra cũng chẳng có vuông góc. Mấy đứa thấy không? À, không thấy vuông góc quỷ yêu nào, nó không có góc vuông 90 độ vậy, nó méo méo góc toàn góc gì không à, phải không? Không làm cùng vuông góc được. Được chưa? Thứ hai, cùng song song làm được không? Làm chắc chắn không được luôn. À, liếc kịch qua một cái 1 giây cái hình là ta thấy không có song song rồi, không cùng song song rồi. Tại vì sao? Muốn có cùng song song á thì cái hình nó phải như vậy nè, ví dụ vậy đấy. Cái hình nó phải có ba que, một que, hai que, ba que song song với nhau đấy thì mới làm cùng song song được chứ. Đâu có cái hình nó đâu có ba que đâu, nó có hai que à, làm sao cùng song song được. Bỏ. Được chưa? Có biết loại suy là gì chưa? À, qua cách thứ ba, đi tìm hai góc so le trong bằng nhau hoặc là hai góc đồng vị bằng nhau. Góc nào vậy mấy đứa? Tìm được chưa? Thấy chưa? Góc nào vậy? Góc nào vậy? Có ai thấy không?
Đường x với đường y song song với nhau nha, có ai thấy không? Góc đồng vị hoặc là góc so le trong bằng nhau. Chưa ai thấy là nè. Rồi. Đồng vị hả thầy? Đồng vị đúng rồi, đúng vị đúng rồi. Đồng vị, đồng vị, đồng vị. Đây, lại suy tiếp nè, lại suy tiếp nè. Đây, tôi chỉ bay lại suy tiếp nè. Bây giờ có hai cái so le trong với đồng vị bằng nhau đúng không? Còn trong cùng phía ít lắm mấy đứa. Trong cùng phía thì từ từ ấn xét, xét so le trong với đồng vị trước nha. So le trong có không? Nó phải ở trong. So le trong nghĩa là hai góc đó phải ở trong, ok không? Thì cái góc này có rồi nè. Đúng không? Cái góc B4 là cái góc ở trong nè, mấy đứa thấy không? Góc B4 là góc ở trong này, góc ở trong hai đường song song. Đấy. Thằng này là so le trong với góc nào? Có phải so le trong góc XCB không? Đúng không? Mà góc XCB thì chưa có. Đúng không? Góc XCB thì chưa có. Vậy lấy so le trong chi? À, rồi, đồng vị thì góc này và góc này đồng vị với nhau nè. Mấy đứa thấy không? Góc B4 với góc C5 đồng vị với nhau. Mọi người thấy không? Góc B4 và góc C5 đồng vị với nhau. Tụi nó nằm bên trái cái đường song song. Thấy không? Và nằm ở trên cái đường cắt nhau. Mấy đứa chỉ quan tâm đến hai đường x y song song với nhau thôi nha. Chứ MN song song kệ mặt sát nó. À, x y song song thôi, ok chưa? Nằm bên trái hai đường song song và nằm ở trên cái đường N này. Rõ ràng đồng vị, đúng không? B4 bằng 128. Một cái C5. C5 để cho. Đây đây, C5 128 luôn, sướng quá. Đều bằng nhau hết, hay quá. Đồng vị nha. Đúng rồi đó. Được chưa? Được chưa? Biết chứng minh chưa? Thiệt tình, biết suy nghĩ chưa? Đó cách suy nghĩ đó mày đó. Ta có thứ nhất hai góc bằng nhau, cần hai cái mình mới suy ra được song song. Hai góc bằng nhau là một. Thứ hai, vị trí của tụi nó ở nằm ở vị trí gì? Rồi suy ra song song. Đấy. À, thứ nhất hai góc bằng nhau nhá. Góc B4. B4 bằng với góc C5. C5, tại vì sao vậy? Tại vì tụi nó cùng bằng 128 độ. Đồng ý không? Từ đó suy ra. À, suy ra gì? Cần hai cái mà chứ. Mà hai góc ở vị trí đồng vị. Cho nên suy ra song song. Ha xy song song với nhau. Sao? Ok guys. À, tại vì cái bài này nó có hai cặp song song lực MN song song, XY song song cho nên nó hơi rối mắt một tí. À, hơi rối mắt một tí. Mình chỉ cần để ý hai đường song song thôi mấy đứa. Ví dụ như là mấy đứa để ý XY song song với nhau. À, còn cái đường thứ ba đường N. Đấy, ví dụ vậy, để ý ba đường thôi. Hai đường song song với một đường cắt nhau thôi. Còn cái đường kia đừng để ý, kệ mặt sát nó. Ok chưa? Rồi. Nắm được không? Nắm được mấy đó. Nếu như không nắm được nhớ coi lại. Nhớ nha, nhớ coi lại bài nha, nhớ coi lại bài nha. Nhớ coi lại bài. Tiếp thôi. Mười ba. Đấy, cái bài số 2 mấy đứa cần coi lại nè. Đúng không? Tại vì năm ngoái cái bài số 2 là cái lớp lớp của cái anh đó ảnh làm không được. Làm sao tôi lừa đó. Làm sao tôi lừa đó. Tại vì như đã nói rồi, thường thường mình không có vụ mà hai cặp song song như vậy. Khi mà làm bài mình không có vụ hai cặp song song, mình chỉ có một cặp song song mà. Thấy không? Thế là giáo viên năm đó tự nhiên chơi khó là cho thêm một cặp song song, đó là tự nhiên rối mắt lên. À, còn lại bài số 2 nha, bài số 2 cần coi lại đấy. Bài số 3 nè. Hay, bài số 3 này hay này. Bài số 3 và bài số 4 sẽ tương tự nhau đó. Rồi, số 3 cho hình vẽ. Cho hình vẽ này. Góc 30 độ, 30 độ là góc NAO. Ok.
Góc 120 độ. Ui cái này chưa có à. Thêm vô nhóm nữa nha. À thôi chuyển y qua đây đi cho nó gọn. Thêm vô rầm ra. Đấy, chuyển y qua đó đi. Góc 120 độ là góc OBI. Đó, góc OBI là một cái góc 120 độ. Rồi. Tính góc AOB, AOB. Đấy. Đấy. Cái bài này sẽ làm thế này cho mấy đứa nha. Này cái bài thể loại mà cái hình như vậy nha mấy đứa. Đấy, cái hình như vậy nè thì lúc nào cũng vậy hết. À, lúc nào cũng vậy hết. Mình sẽ kẻ thêm một đường song song. À, qua ô. Qua con ô này kẻ thêm một đường song đây. Đấy. Được chưa? Ghi nhá. Từ à, qua ô. Qua điểm ô. Kẻ kẻ đường đường gì chưa? Kẻ đường A B C, kẻ đường C đi ha, C kẻ đường thẳng C. Kẻ đường thẳng C. Song song. Song song với đường N chẳng hạn. À, song song với đường N nhá. À, thì C là chỗ này này. Đấy, C đây. Được chưa? À. Kẻ đường thẳng C song song với đường N trên đây. Rồi. Đầu tiên thì kẻ vô như vậy, sau khi kẻ vô mình ngay lập tức mình sẽ đi chứng minh song song. À, mình sẽ chứng minh đường C này song song với đường Y. Đi chứng minh. Chứng minh rằng đường C song song với đường Y, chứng minh thế nào vậy mới được? Dùng cái gì vậy mới được? Muốn chứng minh C song song với Y dùng cái gì vậy mới được? Ừ. Ai thấy, ai thấy, dễ mà. Trời ơi, nhìn vô thấy rồi đó bay. Dùng cái gì vậy? Come on Lấy ra quen. guys. Đúng, trời ơi, nhớ được chữ hai chữ ba que là hay quá rồi. Thiệt tình. Mấy đứa không thấy ba que à? Ừ. Mấy đứa không thấy ba que à? Đây ba que này, một que, hai que, ba que, mấy đứa thấy không? Thấy không mày? Ừ. Ồ. Vậy là bị lắc à? Ai lắc vậy? Ai bị lắc vậy? Ủa bình thường mà. Có ai bị lắc không? Có ai bị lắc mấy đứa? Bình thường không mấy đứa? Nghe mới vô kìa thầy. Ai mới vô? Ui ghê vậy. Hay vậy Nhi. Sao mày rành rành vô vậy? Hôm nay thứ ba mà. Ngày thứ ba thì con được nghỉ sớm, Ồ hay vậy. Ừ. đang nghỉ ra. Ừ tuyệt vời. Trời ơi hay quá. Trời ơi xin học vậy tốt rồi. Ủa sao nghỉ sớm? Ủa hôm nay là lúc bây giờ là 9 giờ. 9 giờ mà chẳng lẽ học có 2 tết, 3 tết hả? 3 tết 7 7 giờ học. Hai tiết 3 tết đúng rồi, 3 tết đúng không? buổi sáng con có 2 tiết thôi. À vậy à, hay vậy. Dạ. À đúng rồi. À ok. Rồi rồi ok, tốt thôi tốt thôi. Tốt tốt. Rồi. À hồi nãy làng dừng ở đâu quên rồi. À hồi nãy cô Kim bảo định lý ba que. Rồi định lý ba que mấy đứa. Nha, định lý ba que. À đi chứng minh N. À là coi N đã song song với là Y rồi. Nè để cho Y song song với N. Bây giờ thêm C song song với N nữa. C song song với N nữa. À, thì suy ra C song song với Y tại vì cùng song song với N. Định lý ba que mới đó thấy không? Trời ơi, nhìn vô hình ở đấy ba que rồi, một que, hai que, ba que. Thấy không? Chứng minh nào, chứng minh liền nha, lúc nào cũng phải làm vậy hết. À, chứng minh liền vô, ta có hai cái nha. Hai cái. Tại sao thầy thấy cái nó có vẻ nhỏ nhỏ nhỉ? Ok. Hai cái. Đâu? Đâu, thứ nhất. Đường Y song song với N. Y song song với N là một. Thứ hai, C song song với N là hai. Ok không? Đấy. Thằng này mình kẻ vô mà, cho nên cứ thế mình lấy mình làm thôi, sợ gì. Từ đấy suy ra.
suy ra con y với con c song song với nhau, y song song với c. Đấy, không? Mình phải chứng minh vô để có thứ mình làm. Rồi, bây giờ làm nha. Chắc phải kéo này qua bên đây quá. Đấy. Ok. Đó, mày đó. Rồi, này nha. Mấy đứa có thấy không nhỉ? Okay. Cái góc AOB mấy đứa. Góc AOB là góc lớn. Nó được chia làm hai góc nhỏ. Góc nhỏ thứ nhất là góc này nè, góc AOC là góc này nè. Đấy, góc này là một. Thấy không? Thấy không? Thứ hai là cái góc ở dưới, góc COB. COB đây, góc này là góc góc thứ hai. Đấy. Ok chưa? Cái góc màu này là màu đỏ đi. À, không không không, đừng góc màu đỏ. Góc này góc hai một vạch đi. Rồi ơi, tún tùn. Tùn là mệt đấy. Đấy, mới thấy không? Góc AOB được chia làm hai góc nhỏ. Một là góc AOC trên đây, hai là góc COB dưới đây. Vậy thì bây giờ muốn tìm góc AOB góc lớn, mình chỉ cần tìm hai góc nhỏ. Đúng không? Rồi cộng lại là ra góc lớn là xong. Ok không? Rất dễ. Hợp lý không? Rồi, bây giờ đi tìm góc AOC nha. Có ai thấy được góc AOC tìm thế nào không? Ừ. Nào, có ai thấy được góc AOC tìm thế nào không? Dễ mà. Thấy không mày đó? AOC. Ừ. Quen vậy, thiệt tình. Sao, tìm thế nào? Dùng cái gì vậy? Có ai thấy được không? On. Mấy sẽ thấy được chứ. Thấy được. Dùng cái gì vậy mấy đứa? Xét thử coi có dùng đối định được không, có dùng kè bù được không. À, nếu không dùng kè bù đối định được thì mình đi làm soi trong coi thử coi nó có soi trong góc nào không. À, không có soi trong thì coi thử coi nó có đồng vị hay không, đồng vị góc nào hay không. Nếu như mà không có đồng vị thì coi thử coi nó có trong cùng phía góc nào không, thế thôi. Dùng cách nào vậy? Đúng rồi, soi trong, đúng rồi đấy. À, mấy đứa lười lười nói, lười mở mic thì mấy đứa cứ chat ra nha. Chat ra là xong thôi, gì đâu trời, bay chat chít hoài chứ nha. Ai ai mà có điện thoại smartphone thì hay có dụ mà Messenger đó, là chat chít hoài. Bay chat này chắc còn nhanh hơn thầy nữa. Bay chat chắc còn nhanh hơn thầy chat nữa. Dùng góc sao ra trong, mấy đứa thấy góc sao ra trong chưa? Góc AOC rõ ràng so le trong với góc NAO, góc 30 độ á. Thấy không? Nè. Hai góc này so trong với nhau nè. Góc này với góc 30 độ nè, đánh dấu cho thấy nè. Đây. Rõ ràng so trong luôn, hay chưa? Hợp lý chưa? Đấy, nè hình chữ Z nè, mới thấy hình chữ Z nè. À, ra hình chữ Z mà tụi nó còn song song, nó có song song sẵn rồi. N với C song song với nhau nè. Đây. N với C song song với nhau. Quá ngon luôn. Đúng không? Trời ơi, không cần phải tính nó góc này 30 độ chắc luôn, tại vì nó bằng nhau mà. Tính nha. Tính liền nha. Ta có gì? Ta có song song. Phải xuất phát từ song song trước thôi, lại quên. C với N song song với nhau. Từ đó suy ra. Suy ra hai góc. Góc nào? NAO với góc AOC là bằng nhau. Đấy. Vì sao bằng nhau vậy? Tại vì tụi nó ở hai à cái gì? Ở vị trí so le cho. Đấy. Ok chưa?
Mà mình có cái góc góc nào ấy nhỉ? Góc góc NAO là 30 độ, NAO là 30 độ. Từ đó là mình sẽ đi phán được cái góc AOC liền luôn. Suy ra ý. Suy ra góc AOC là bằng 30 độ luôn. Ngon lành. Ok chưa? Ngon lành chưa? Đấy. Rồi, một góc nha. Tiếp tục như mình đã nói, mình sẽ đi tính góc nhỏ ở dưới, góc COB. COB, có ai thấy được góc COB này tính thế nào không? Dùng cái gì vậy? Trời ơi, thầy tin là chắc chắn là có một người đã thấy được góc đó rồi. Ừ, trong cùng phía, thế thôi. Đúng rồi. Mọi người có thấy góc COB trong cùng phía với góc nào không? Nó rất là quen thuộc, đúng không? Ha, trời ơi. Mấy đứa chỉ cần coi thử coi cái góc đó nó nằm ở vị trí gì so với những góc mà có rồi thì sẽ làm được nè. Thì gần nhất, gần với nó nhất là góc 120 độ nè, thấy không? Là trong cùng phía với gì nữa. Không? Góc COB là góc một vạch này nè. Nó hợp với góc 120 độ này là rồi có chữ U nè, đó chữ U nè. Không? Có chữ U nè. Đấy. Làm trong cùng phía có song song rồi mấy đứa thấy không? Đó là tại sao mình lại làm cái cục này nè. À, đó là lý do tại sao mình lại đi chứng minh Y song song với C nè. À, thấy không? Đấy, làm liền luôn, lúc nào cũng vậy hết. Kẻ đường thẳng C nào đó, kẻ đường thẳng nào đó song song với đường một trong hai đường này. À, xong rồi đi chứng minh song song chỗ này. Đấy, lúc nào cũng vậy hết. Đây, làm trong cùng phía nè, COB. Ta có hai góc. À, ta có song song đấy nhỉ. C song song với Y. Đấy, C song song với Y. Suy ra cái gì? Góc. Góc COB bằng với góc OBI. Đấy, O B I. X bậy bậy bậy, sorry sorry, bằng sao bằng cộng chứ. Sorry. Đảo lao quá. Cộng lại bằng 180 độ tại vì bù nhau mà, trong cùng phía bù nhau. À, vì sao mình có 180 này? Tại vì hai góc ở vị trí trong cùng phía. Ok. À, rồi từ đó đi thế số là sao? À, COB này. OBI nhiêu? OBI là 120, 120 độ bằng 180 độ. Đấy. Từ đó đi tìm được góc COB là bằng 180 trừ 120 đó. Chuyển 120 qua bên phải trừ nhau là được 60. 60 độ. Sao? Đấy. Hay quá. 60 độ. Thế là mấy đứa đã tìm được hai góc nhỏ rồi. Đúng không? Góc nhỏ ở trên là góc AOC nè, góc AOC bằng 30 độ nè. Đấy. Góc nhỏ ở dưới là góc COB là 60 độ. Thì bây giờ mình tìm góc lớn là góc AOB. Đấy, thấy không? Góc AOB là góc lớn tạo bởi hai góc nhỏ. Ta có góc hay vậy ta. Ta có góc AOB bằng góc nhỏ AOC cộng với góc nhỏ COB. Nó đơn giản, hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn thôi mấy đứa. COB. Đấy. Góc AOC nhiêu? AOC mới tìm được 30 độ trên đây này, thấy không? 30 độ này. Đấy. Ủa tại sao C lớn vậy ta? À ôi C, ôi sửa lại mấy đứa, chỗ này C nhỏ mấy đứa ơi. Chỗ này C nhỏ nha, tôi nghe nhầm đấy. Nghe nhầm mất tiêu rồi. AOC C nhỏ trên đây nha. C nhỏ nha. À, góc COB là bằng 60 độ. Đây mới tìm được đây. Đó, thế số vô, thế vô là xong. Tìm được thế vô 30 cộng với 60 là 90.
xong đấy, đề bảo đề cần tìm góc AOB là mình đã tìm xong 90 rồi, xong ngon lành cành đào. Ok, ngon lành chưa? À. Đấy, bài thể loại như vậy lúc nào cũng vậy hết. Mình sẽ kéo một đường song song với một trong hai đường đề cho. Đi qua cái điểm ở giữa. Đi qua điểm ở giữa. Lúc nào cũng phải kẻ thêm hết. Sau khi kẻ thêm vô là mình sẽ đi chứng minh song song liền ngay lập tức luôn. Xong rồi bắt đầu chia ra. Chia ra, chia góc này góc kia ra. Ok. Đó. Ok chưa? Đấy. Những bài này mấy đứa cần coi lại nha. Coi lại, mình sẽ làm lại những bài này một lần nữa vào những dịp sau. Làm lại một lần nữa vào những dịp sau. Ví dụ như là hồi thứ bảy hôm nay thứ ba đúng không? Thứ bảy mình sẽ ôn. Ôn vừa đại vừa hình luôn. Vừa đại vừa hình không ta? Đúng rồi, ôn vừa đại vừa hình luôn. Số 4 này. Bài 4 nha. Ui, có lẽ xuống luôn. Đấy, cái hình quen chưa? Hey. Có quen hình chưa? Cho hình như vậy. Chứng minh x song song với t. Đấy. Nói rồi đúng không? Lúc nào mình kẻ đùi song song như hết. Kẻ liền qua. Qua điểm O. Kẻ. Kẻ đường gì giờ? Kẻ đường Z đi ha, Z song song với lại X. Ví dụ vậy. Đấy. Kẻ đường Z song song với X. Kẻ lên. Ví dụ Z nằm bên đây đi. Z song song với X. Cái đuôi Z này nằm bên trái hay nằm bên phải đều được đấy nha, được nhá. Nhưng mà trong trường hợp này mình nên cho nằm bên phải thì nó mới dễ, nó mới dễ làm. Rồi. Bây giờ nếu mà muốn chứng minh x song song với t ấy. Nếu muốn chứng minh x song song với t thì mình cần phải chứng minh con z này song song với t. Cần phải chứng minh. Cần chứng minh con z song song với t. Được không mấy đứa? Tại vì sao vậy? Tại vì dùng định lý ba que ấy. Đúng không? Nè, nếu như mình có x song song với z rồi t lại song song với z luôn thì suy ra x song song với lại t, đúng không? Tại vì cùng song song với z nhà ấy, định lý ba que ấy, định lý ba que ấy. Rồi nào, đi chứng minh z song song với t nào. Đâu, làm thế nào đây? Ê, cái góc O là 90 nha mấy đứa nha. Nè, góc AOB khi mà người ta đánh dấu như vậy, có đánh dấu vuông góc nữa là góc AOB 90 nha mấy đứa nha. Rồi để coi coi bây giờ x song song với z đúng không, x song song với z thì chắc chắn mấy đứa sẽ tìm được góc AOZ, hợp lý không? AOZ có ai nhầm được góc AOZ bằng bao nhiêu độ không? Mấy đứa, góc AOZ bằng bao nhiêu độ vậy? Nhầm được không? Come on. AOZ bằng nhiêu độ vậy? Nè, mấy đứa có x với z song song nhau nha. Thấy không? AOZ bằng bao nhiêu độ vậy? Thấy được không? Dễ mà. Mọi người thấy không nhỉ? Thấy mấy đứa? Bốn mươi lăm độ đúng rồi. Trời ơi, có gì đâu, 45 độ. Chính xác. Chính xác, 45 độ. 45 độ chứ nhiều. Mấy đứa không thấy à?
Góc AOZ này so le trong với góc XAO. Quá so le trong luôn. Trời, quá ư là so le trong luôn. Mọi người không thấy so le trong à? Ừ. Có thấy so le trong nha. Mà còn có song song nữa. Nè, mới kẻ xong luôn. Z song song X nè. Mới kẻ xong luôn. Phải không? Đấy, thì tụi nó bằng nhau. Bằng này bằng 45 thì dưới 45 luôn. Đấy, hai bạn bằng nhau mà, bạn này 45, bạn kia 45 luôn. Nào làm lên nhá, ta có song song Z song song với X. Đúng không? Z song song với X. À, rồi gì nữa? À, suy ra. Ý, bậy bậy bậy. Suy ra cái gì? Suy ra góc XAO. XAO nó sẽ bằng góc nào? AOZ, AOZ. Đấy. Vì sao? Bước vô vì hai góc ở vị trí sau đây trong. Được rồi đó. Không? Ủa mà cái góc XAO bằng 45. Đấy. Sao kỳ nó xuống dưới vậy? Mà góc XAO bằng 45. Đấy. Ủa cái trừ quách. Cho nên là góc AOZ cũng 45 luôn. Suy ra. Cũng 45 luôn. Góc AOZ. Đấy. Ok chưa? Thấy không? Rồi, AOZ 45 nha. Xong. Khi góc AOZ này bằng 45 rồi thì chắc chắn 100% mấy đứa sẽ tìm được cái góc kia. Góc nhỏ nè. Cái góc màu đỏ á. Đúng không? Tìm được chắc luôn. Tại vì sao? Đơn giản. Hai góc nhỏ cộng lại góc lớn. Góc màu xanh này, góc AOZ cộng với góc màu đỏ, góc ZOB là bằng góc lớn là góc AOB. Đúng rồi đó. À, hai có hai góc rồi, tìm được góc còn lại thôi. Ta có nè. Ta có góc AOZ, góc AOZ cộng với góc ZOB là bằng góc AOB. Đấy. Ok chưa? Ok chưa? Thế số nè. Thế số vô AOZ có chưa? AOZ mới tìm được 45 độ. 45 độ. Rồi gì nữa? Góc ZOB, ZOB là nhiêu độ? ZOB là đang tìm cộng với góc ZOB. À, góc AOB là bao nhiêu độ? Góc AOB này đề cho là bằng 90, mới thấy không? Nguyên một cái góc vuông tọa bố ấy nè, đấy, 90 độ. Thế số ZOB chắc chắn bằng 45 độ luôn. Thấy không nhỉ? Tại vì sao lấy 45 lấy 90 này trừ 45 đúng không? Đẩy 45 này qua bên phải. Thì trừ nhau ra 45, ok, ZOB bằng 45, góc bộ đạo 45. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ đi chứng minh cái đường Z song song với đường T, đấy, chứng minh Z song song với T mới được. Ok mới được. À, bằng cái gì? Chứng minh Z song song với T bằng cái gì? À, dùng cách nào chứng minh Z song song với T? Thấy không? Dùng cái gì vậy? Mọi người có thấy không? Ừ. Dùng cái gì vậy? Thấy chứ nhỉ?
Trời, chưa thấy luôn à, thiệt tình. Mình chưa thấy à. Cóc mùa đỏ là 45 nha. Chưa thấy à. À, có mùa đỏ 45 nha. Thiệt tình. Chưa thấy à. Dễ. Mới đúng thấy hai góc này là trong cùng phía à. Góc ZOB và góc OB. OB gì ta? À, OB gì đâu bây giờ? À, OBT đi, chuyển T qua đây đi. Đấy, OBT đấy, cho nó dễ nha, chuyển T qua đây cho nó dễ. OBT là 135, hai góc này là trong cùng phía. Thấy trong cùng phía không? Tạo hình chữ U nè. Thấy không nhỉ? Thấy không? À, cái chữ này mấy đứa thêm vô cũng được ha. Ví dụ như cái đề á, cái đề cho T ở đây. Cái đề cho T ở đây mà mấy đứa cần một cái chữ gì ở đây thì mấy đứa thêm vô, ví dụ chữ H chẳng hạn. Hay là chữ 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 Y chẳng hạn, ví dụ vậy. Đấy, thêm cái đuôi vô là được ha. Ok không? Đấy, thêm vô cũng được, chẳng sao hết. Rồi, hai góc này là trong cùng phía nhá. Mà tụi nó còn bù nhau nữa. Rõ ràng 45 độ với 135 độ hai thằng cộng lại ra 108 chứ nhiêu. Đúng không? Trong cùng phía mà còn bù nhau suy ra song song được không nhỉ? Ta có ta có gì vậy, ta có góc góc nào, góc ZOB, góc ZOB cộng với góc OBT là bằng, thế số vô, ZOB là 45 độ. Đấy. Cộng với góc OBT là 135 độ. Bằng 108 chứ nhiêu. Đúng không? Bằng 108. Nghĩa là hai thằng kề à, hai thằng bù nhau. Hai thằng bù nhau. Mà hai góc lại vị ở vị trí trong cùng phía. Thấy không nhỉ? Rõ ràng trong phía mà thì suy ra song song chứ gì. À, chỉ cần hai cái thôi, chỉ cần hai cái thôi, một cái là bù nhau, hai góc bù nhau, thứ hai trong cùng phía suy ra song song. À, thằng nào song song với thằng nào đây, thằng Z sẽ song song với thằng T, Z song song với T. Đấy. Ok chưa? Giá song song với T. Bây giờ mình sẽ dùng định lý ba que để mà đi chứng minh x song song với T. Dùng định lý ba que có hết rồi, mới thấy không? Nè, một cái này, đâu rồi? Đây. Z song song với x. Một cái. Thứ hai, Z song song với T. À, thì rõ ràng con x với con T nó cùng song song với con Z. Cho nên là x với T là song song với nhau. Ok không nhỉ? Ta có. Ta có hai cái mới được. Thứ nhất, con Z song song với X, Z song song với X. À, để kéo xuống dưới đây nhìn hình cho nó sướng. Thứ hai là con Z này song song với T, Z song song với T. Cho nên suy ra con x nó sẽ song song với con t. Sao? Định lý ba que đấy. Thấy không? Đấy. Hai bài nó ngược nhau. Đúng không? Hai bài nó ngược nhau, được không nhỉ? Bài 3 với bài 4 nó ngược nhau. Bài 3 ấy thì nó cho song song sẵn luôn. À, cho x song song với t sẵn rồi, mình chỉ cần kẻ thêm một con song song nữa rồi chứng minh song song với con còn lại, rồi đi tính góc này góc kia, rồi cộng hai góc nhỏ ra góc lớn. Còn cái bài này là nó cho góc lớn trước, đúng không? Nó cho góc AOB trước nè. Đấy. Xong rồi đi tính góc này góc nhỏ này, suy ra góc nhỏ kia, rồi suy ra song song, rồi suy ra thêm song song một lần nữa, dùng định lý ba que. Đây. Đó. À, hai bài ngược nhau. Ok không nhỉ? Đi chơi nhà, đi chơi nhà. Đấy, 4 bài nha. 4 bài nha. Nhiều ấy. Làm được 4 bài là nhiều ấy. Không biết tôi mới đó. Làm nhiều ấy. Rồi.
Ok em nhờ. À, mấy đứa cần coi lại nha. À, này đi đi kiểm tra là những cái bài này từ trở lên đúng nha. Đi kiểm tra nếu như mấy đứa bị kiểm tra ấy nha, thì từ những cái bài này trở lên không à, chứ không có những bài đơn giản giống như hôm bữa đâu. Hôm bữa chỉ là làm quen với lại sao lê trong đồng vị trong cùng phía đối định kề bù vân vân thôi đấy. Còn đi kiểm tra là những bài này trở lên này đấy. Ừ, tao nghĩ còn khó hơn nữa chứ, không có dễ đâu, không dễ đâu. Ok em nhá, 4 bài được chưa? Rồi được rồi, tạm nghỉ với đó nhá. Sao rồi, tạm nghỉ nha, tạm nghỉ nha. Rồi chào tạm biệt nha. Chào thầy. Chào mấy đứa. Chào mấy đứa nha. Chào thầy.